Chúng ta vừa giới thiệu về nhóm công cụ chọn đầu tiên, đó là nhóm công cụ Marquee. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp đến nhóm thứ hai, đó là nhóm Luxo. Trong này chúng ta có 3 công cụ là Luxo thông thường, Polygon Luxo và Magnetic Luxo. Và lý do tại sao chúng ta lại phải có cái công cụ này? Trước hết là giải thích về cái thuật ngữ Luxo đã. Luxo thì chúng ta nếu mà dịch ra nghĩa đen thông thường thì đấy là cái thòng lọng. Và các bạn cũng biết là ở trong thực tế, trong phim ảnh, các bạn hay nhìn thấy thòng lọng dùng cho những trường hợp nào? Phim cao bồi biển Tây, người ta hay dùng cái thòng lọng này để quăng ra để bắt bò, bắt ngựa, bắt cừu, đúng không? Đôi khi bắt người. Ở trong này thì chúng ta chả có cừu, chả có bò, chả có ngựa, chả có người. Chúng ta chỉ có điểm ảnh thôi. Và cái mà chúng ta bắt, đấy chính là bắt hình ảnh. Thao tác của nó thì tại sao lại hình dung ra Luxo? Tại vì là tôi sẽ nhấp giữ chuột và tôi di theo cái chỗ mà tôi muốn cho tới khi nào mà điểm đầu, điểm cuối khớp lại với nhau như là một cái vòng thòng lọng thì cái vùng chọn này sẽ được tạo ra. Và lý do tại sao phải có cái công cụ này? Bởi vì cái công cụ Marquee vừa rồi của chúng ta làm quen, nó chỉ cho chúng ta hai hình cơ bản là hình chữ nhật và hình elip thôi. Mà trong thực tế thì có rất nhiều thứ nó không vuông hoặc không tròn như thế, đúng không? Nó tùy biến, ví dụ như cái nuôi này chẳng hạn, đúng không? Nó thò ra, thụt vào, nó uốn, nó éo. Hoặc là cái công cụ này thì nó sẽ phù hợp để vẽ, nó chọn lấy cái hình cái bó của cái đỏ này chẳng hạn. Nó cũng không vuông, nó không tròn, nó không chữ nhật, nó ra nó vào. Thế thì trong trường hợp mà cần tùy biến thì chúng ta sẽ cần tới công cụ Luxo này. Thế còn thao tác của Luxo thì nó hơi khác với lại cái Marquee một tí ở chỗ như thế này. Nó đòi hỏi chúng ta là phải nhấp giữ chuột từ đầu cho tới cuối cái thao tác vẽ. Vì sao? Vì nếu như mà tôi vẽ mà bây giờ tôi chưa khép kín được, mà tôi vì một bất kỳ một lý do nào đó mà tôi nhả cái phím chuột ra, thì nó hiểu rằng là thao tác đến đây là kết thúc. Và khi chưa khép kín thì nó sẽ tự khép kín cho chúng ta. Đây, tôi nhả chuột này. Nó sẽ tự động nối bằng một cái đường thẳng giữa điểm đầu và điểm cuối. Đấy. Thế thì lợi điểm của Luxo là gì? Lợi điểm của Luxo là tùy biến. Có nghĩa là nó di dịch thế nào cũng được theo cái hình. Điểm yếu của nó là gì? Điểm yếu của nó là lúc nào nó bắt chúng ta khư khư giữ phím chuột, chớ có mà trượt tay ra. Thế và điểm yếu thứ hai rất rõ là độ chính xác không được cao lắm. Tôi lấy ví dụ như là nếu như mà tôi vẽ bao lấy cái quả dưa này chẳng hạn. Vẽ được không? Vẽ được. Nhưng mà bất kể là trình cao đến đâu, kinh nghiệm đến đâu thì cũng không vẽ được cái hình tuyệt đối ở đây. Các bạn có cẩn thận đến mấy thì cũng có lúc nó hơi ra ngoài hoặc có lúc nó hơi vào trong. Chúng ta cẩn thận thì chúng ta cũng vẽ tương đối được, nhưng mà nó chỉ có tính chất là hơi hơi chính xác thôi. Đấy, và thường thì người ta sẽ làm như thế này, có nghĩa là tạo một vùng chọn mang tính gọi là khái quát vào lấy cái khu vực cần lấy thôi, chứ người ta không dùng cái này để người ta vẽ một cách tuyệt đối chính xác. Lý do là có muốn cũng không thể chính xác hoàn toàn được. Đấy, vẫn có lúc chật chẹo. Các option khác thì sao? Tất cả những cái thêm bớt như thế này đều dùng được. Giữ shift, giữ alt hay bấm ở trên này đều dùng được. Feather có hay không? Có. Thằng này do cái tính chất mà không vuông góc cho nên mặc nhiên là nó có anti-alias. Đấy. Thế thì đấy là cái Luxo thông thường. Bây giờ chuyển sang cái thứ hai, Polygon. Polygon thì sao? Polygon thì nó hơi khác so với lại cái công cụ Luxo thông thường. Khác từ cái gì? Khác từ cách thao tác. Nó có bắt chúng ta phải giữ lúc nào cũng giữ chết lấy phím chuột hay không? Thì không. Nó cho phép chúng ta nhấp thả. Vì sao? Vì nó vẽ theo các cái đoạn thẳng ngắn. Đây, thao tác các bạn nhìn. Tôi chọn công cụ Polygon Luxo. Bấm một cái, nó sẽ tạo ra một cái điểm neo đầu tiên. Sau đó tôi có thể nhả phím chuột ra. Đây, các bạn thấy tay tôi rời ra khỏi bàn phím rồi, đúng không? Rời ra khỏi chuột rồi. Bây giờ vẽ tiếp thì tôi sẽ di chuột theo cái hướng mà tôi muốn.
Đến nơi rồi thì tôi kích chuột một cái, nó sẽ tạo ra điểm neo thứ hai. Và các bạn sẽ thấy rằng tại cái điểm neo với cái đầu chuột của chúng ta luôn luôn được nối với nhau bằng một cái đoạn thẳng như thế này. Chúng ta biết trước được cái hướng đi của cái vùng chọn mà chúng ta sẽ vẽ như thế nào. Và cái này thì đặc biệt tốt cho những cái trường hợp mà có nhiều đoạn thẳng, đoạn dịch chắc. Cong có được không? Cong cũng được. Các bạn chỉ vẽ nhiều cái đoạn thẳng ngắn, các bạn nối lần 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 vào với nhau như thế này, thì sau đó thì các bạn sẽ nối được vào với nhau. Nó cũng sẽ cong cong vừa vừa theo cái cách mà chúng ta vẽ. Đấy. Thế và một đặc điểm nữa là nếu muốn các bạn có thể hoán chuyển nhanh giữa cái công cụ Polygon Lasso này với lại cái công cụ Lasso vừa rồi. Làm như thế nào? Các bạn nhấn giữ Alt và các bạn giữ chết cái phím chuột thì lúc này nó được chuyển sang thành Lasso thông thường. Không muốn vẽ bằng cách đó nữa thì các bạn nhả phím chuột ra, nhả phím Alt ra, nó lại quay trở lại cái cách nhấp thả như thế này. Cái này thì có độ chính xác cao hơn so với lại cách vẽ Lasso thông thường. Tuy nhiên nó chỉ ưu việt khi mà vẽ vào đoạn thẳng thôi. Đoạn cong thì vẽ cũng hơi khó, hơi lâu một tí. Xin lỗi, khó thì cũng không phải là khó mà hơi lâu. Tại vì chúng ta cứ phải vẽ từng đoạn ngắn một. Nó hơi mất thời giờ. Các option khác sao? Cũng thế. Giữ Shift thì thêm, giữ Alt thì bớt, Feather thì nhòe, có vùng ảnh hưởng. Anti-alias thì xử lý được những cái đoạn mà cong. Đấy. Thì đấy là cách làm việc của công cụ thứ hai trong nhóm là Lasso. Bây giờ chúng ta lại giới thiệu tiếp đến công cụ thứ ba. Công cụ thứ ba là Magnetic. Magnetic thì nói đến từ Magnetic thì chúng ta hình dung ngay lập tức tới từ tính hay là nam châm, đúng không? Và trong cái suy nghĩ của chúng ta là nam châm là gì? Cứ gặp sắt thì nó bám vào. Đó, gặp sắt thì nó bám vào. Thế thì ở đây có sắt hay không? Không có. Nam châm có không? Không có. Cái của chúng ta cũng vẫn là các vùng chọn và điểm ảnh hết. Thế bây giờ chúng ta chọn là chọn cái gì? Đây, bây giờ các bạn quay trở lại nhìn lại cái này cho tôi. Trong cái ví dụ này, chúng ta thấy rất rõ là cái hình bên phải chính là từ việc chúng ta chọn lấy những cái đối tượng, lấy các thành phần ở ảnh bên trái, rồi chúng ta ghép nó sang thành cái hình bên phải như thế này. Và cái chúng ta chọn là gì? Là đường biên của từng đối tượng một. Ví dụ đường biên của quả lê này, đường biên của quả dưa, đường biên của miếng thịt, vâng vâng, đường biên của từng thứ một. Thế thì cái này là nó hoạt động theo nguyên tắc là gì? Tự bám vào biên của các đối tượng. Thế nhưng các bạn sẽ thắc mắc ngay lại với tôi là tại sao nó lại phân biệt được đường biên? Rõ ràng lúc đầu tiên thầy nói với bọn em là chương trình Photoshop nó không hiểu là ở trong ảnh là cái gì cơ mà. Ở chỗ nào là quả dưa, ở chỗ nào là miếng thịt, ở chỗ nào là quả kiwi, nó không biết. Nếu nó đã không biết được đâu là đối tượng nào thì tại sao nó lại phân biệt được đâu là đường biên của đối tượng đó? Thì nó lại đưa ra một cái thuật toán như thế này. Nhận thức rất là đơn giản thôi. Hai đối tượng khác nhau thì nó sẽ có màu khác nhau, có sáng tối khác nhau. Và nếu như nó đặt chồng vào nhau, nó đặt sát vào nhau thì nó sẽ tạo ra một cái đường kéo dài. Cứ một bên là màu này và một bên là màu kia. Ví dụ các bạn đang nhìn này, tôi nhìn lên các bạn ở sau tường đúng không? Tường thì màu vàng, bạn mặc áo xanh thì cái đường biên của bạn với cái tường là chỗ nào một bên tường màu vàng, chỗ nào một bên màu xanh của áo thì đấy chính là ranh giới. Và nó bám theo, chính là bám theo cái sự chênh lệch về màu và chênh lệch về sáng tối như thế. Và nó tương đối chính xác trong một số trường hợp mà nó phù hợp. Ví dụ đây, chúng ta quay trở lại với lại cái ví dụ về quả dưa. Như vừa nãy tôi có nói rằng là Lasso rất khó trong cái việc là vẽ chính xác. Tôi cố gắng, tôi cũng không vẽ được một cách hoàn hảo. Mặc dù tôi sử dụng Photoshop lâu hơn các bạn rất nhiều. Các bạn vừa mới vẽ, có khi các bạn cẩn thận, các bạn vẽ cũng giống như tôi. Nhưng bây giờ chúng ta sử dụng Magnetic thì chúng ta lại có kết quả rất khác. Đây, logic là gì? Quả dưa thì vàng,
nền thì trắng, vậy thì có một bên trắng và bên vàng thì đấy chính là ranh giới. Mà nó sẽ xử lý bằng cách là bấm nhát đầu tiên ở chính ranh giới đó, máy nó sẽ lập tức nó đo ngay và nó xác định à một bên trắng và bên vàng. Bây giờ việc của tôi chỉ còn lại rất là đơn giản là gì, dê một cách tương đối chính xác thôi, nó sẽ tự động bám theo cái sự vênh màu đó. Tất nhiên trong một vài trường hợp nếu cần thiết chúng ta có thể hỗ trợ nó bằng cách kích thêm vào một vài điểm để nó đo, nó xác định lại cái giá trị vênh nhau. Còn nếu mà tương đối ổn thì nó sẽ tự bắt lấy cho chúng ta như thế này. Các bạn thấy hoàn hảo, perfect luôn, đúng không? Thế thì trường hợp như thế này, các bạn thấy rằng là với cái cách logic như thế thì mặc dù nó không hiểu đâu là quả dưa, đâu là cái nền, nó vẫn hoàn toàn chọn được cái đối tượng đó. Thế nhưng điểm mạnh thì cũng chính là điểm yếu. Bởi vì cái này thì nó đòi hỏi cái sự vênh nhau về màu tương đối rõ, hoặc là độ tương phản sáng tối đậm nhạt tương đối rõ. Quả dưa với cái nền này mặc dù nó tương đối sáng nhưng nó lệch nhau về màu là khá rõ ràng. Trường hợp này thì chúng ta lại không được như thế. Tôi quay về với cái ví dụ là cái nùi này. Sắc vàng ở trong nùi này có, nhưng sắc vàng ở trong nền này cũng có nhiều không kém. Bây giờ tôi thực hiện lại thao tác như vừa nãy, kích chuột để tạo ra điểm neo đầu tiên và đo màu đầu tiên. Bây giờ tôi cũng thực hiện y xì như là cái thao tác tôi vừa làm với quả dưa, có nghĩa là cố gắng di chuột một cách tương đối chính xác theo cái chu vi của cái nùi này, thì các bạn sẽ thấy kết quả nó lại khác hoàn toàn. Không phải lúc nào nó cũng bám được, nó tạo được điểm neo, vì nó rất là hoang mang, nó không biết đây đã là đúng cái điểm cần neo hay chưa. Tại vì bên cạnh này cũng có một cái gần gần giống như thế, bên trái cũng có một cái gần gần giống như thế, nó sẽ rất phân vân, nó không biết bám vào cái gì nếu như chúng ta không kích chuột để chúng ta hướng dẫn nó tiếp. Đấy. Tất nhiên là đây tôi vẫn có thể kích chuột, nhưng nếu kích chuột thì nó khác quá gì cái thao tác là làm bằng polygon lasso đâu. Thế mạnh của nó là nó phải tự bám đó. Còn tất nhiên tôi có thể hỗ trợ bằng cách là bấm thêm, thỉnh thoảng bấm thêm một cái. Nhưng mà đây, nếu như tôi không bấm, lập tức các bạn sẽ nhận được một cái kết quả trông rất buồn cười. Đấy. Nó sẽ đánh võng, lúc thì nó muốn bám ra ngoài, lúc thì nó muốn bám vào trong. Và đây là kết quả. Đây, mất đi hoàn toàn gần như là các đầu nhọn của cái nùi này. Tất nhiên là chúng ta có thể điều chỉnh thêm một vài cái tham số ở trên này. Ví dụ như là chúng ta tăng hay giảm cái tham số contrast hay là cái frequency này để chúng ta điều chỉnh để cho nó bám được vào những cái điểm mà nó vênh ít thôi hoặc là sáng tối ít hơn, nhưng mà nó cũng sẽ không phù hợp trong các trường hợp mà nó cứ nhờ nhờ như thế này. Thứ nhất là màu nên là phẳng, hoặc là màu nó không phẳng hoặc là không đơn giản thì nó cũng phải tương phản rất là rõ. Đấy. Còn những cái trường hợp mà màu nó cứ na ná nhau, nó chỉ vênh một tí hay là rất giống nhau, mắt chúng ta phân biệt được nhưng nó không phân biệt được, thì trong trường hợp này nó lại là yếu điểm. Mà còn trong một vài trường hợp nữa thì nó lại còn không biết bám vào đâu cơ. Tức là bên trái cũng có cái màu giống thế, bên phải có màu giống thế, nó sẽ lắc lư. Nhiều khi là nó chạy loạn lên mà chúng ta còn không điều khiển được nó. Trường hợp như thế thì nên tốt nhất là nên thoát đi. Chúng ta có thể là vẽ theo cái kiểu là gì đây. Đây, ví dụ tôi chạy trên cái nền trắng như thế này thì rõ ràng nó không biết bám vào đâu thật. Đó. Hoặc là màu rất nhiều màu, loạn xị ngậu lên thì nó sẽ rất khó. Trường hợp đấy thì các bạn có thể làm một trong hai cách. Một là nhấp đúp chuột luôn. Nhấp đúp thì nó coi như là kết thúc ở đấy và nó tự động nối liền vào. Lúc ấy chúng ta sẽ hủy bỏ vì chúng ta vẽ làm một công cụ khác phù hợp hơn. Hai là các bạn có thể nhấn escape luôn, coi như thoát luôn. Thoát luôn ra khỏi cái mà các bạn đang làm. Đấy. Thì đấy là công cụ Lasso. Như vậy là chúng ta đã làm quen thêm được cái nhóm thứ hai là nhóm công cụ Lasso, gồm có 3 công cụ với tính tùy biến cao hơn cái Marquee trước đó. Đấy là Lasso thông thường, đấy, Polygon Lasso thì đặc biệt phù hợp với những cái đoạn mà nhiều đoạn thẳng. Thế còn Magnetic Lasso thì đặc biệt phù hợp với cái sự khác biên màu rõ ràng hoặc là độ tương phản cao. Và phím tắt của những cái này đều là L cả. Các bạn muốn chuyển vòng giữa các cái công cụ thì các bạn giữ Shift và ấn L nhiều lần cho tới khi nào mà nó hiện ra cái công cụ các bạn thích. Đây, Shift này, L này. Đấy, các bạn sẽ thấy nó xoay vòng qua đi qua lại giữa ba công cụ này.
thấy công cụ mình cần thì dừng lại và sử dụng. Đấy là nhóm thứ hai, các công cụ lắp.